là những người bạn tốt. Mai ở bên Sim sẽ không bao giờ làm vậy đâu. Em làm hơn vậy thôi. Ông đừng có thêm muối vào nha Sim ơi. Trời mà ơi. Mà đó trời là trường hợp bây giờ cay thử cay qua nhà Sim đi là Sim đuổi Mai liền. Chắc chắn với ông luôn là Sim không đuổi tôi, cay qua thử cay. Rồi qua thử liền luôn nè, ok Sim ơi. Cay qua nhà Sim ở nè. Bây giờ là giờ cái nhà này của Sim á. Trời ơi. Chúng ta là những người bạn tốt. Mai ở bên Sim sẽ không bao giờ làm vậy đâu. Okay.